Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố có những kết quả tích cực, cuối giờ chiều qua, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành quyết định số 2985 về việc điều chỉnh, bổ sung một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Cụ thể, từ 8 giờ ngày 16 tháng 9 cho đến khi có thông báo mới, người dân vùng vàng và vùng xanh được nới lỏng một số hoạt động. Cụ thể, đối với vùng vàng bao gồm cả vùng điểm xanh ở các khu dân cư tại các phường xã vùng vàng Mỗi hộ gia đình được cử một người đi mua hàng nhu yếu phẩm với tần suất 5 ngày một lần và có giấy đi mua hàng QR code. Người dân cũng được đi mua hàng trong phạm vi cùng thôn tổ dân phố với các mặt hàng như vật liệu xây dựng, sửa chữa điện nước, văn phòng phẩm, cửa hàng máy vi tính, cửa hàng thức ăn chăn nuôi, giống cây trồng, vật tư nông nghiệp. Các cửa hàng trên chỉ được bố trí 50% số lượng nhân viên. Một số hoạt động được bố trí tối đa số người làm việc, hoạt động bưu chính, viễn thông, báo chí sửa chữa, bảo dưỡng xe gắn máy, xe ô tô. Trong khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, đối với nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất có dưới 100 lao động thì được bố trí tối đa số người làm việc. Đối với nhà máy xí nghiệp cơ sở sản xuất có từ 100 lao động trở lên thì được bố trí tối đa 70% số người làm việc. Nếu 70% số người làm việc này chưa đến 100 người thì được bố trí tối đa 100 người. Trường hợp đủ điều kiện thực hiện phương án 3 tại chỗ, làm việc, ăn uống, nghỉ ngơi tại chỗ thì được bố trí số người làm việc theo phương án hoạt động của cơ quan công sở nhà nước được bố trí tối đa 70% số người làm việc, trừ lực lượng trực tiếp phòng chống dịch như công an, quân đội, y tế, ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp. Trường hợp cơ quan công sở có 100% cán bộ công chức viên chức người lao động đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 thì được bố trí tối đa số người làm việc. Hoạt động thi công của các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố được bố trí tối đa số người làm việc. Trường hợp có lao động ngoại tỉnh thì phải thực hiện đảm bảo 3 tại chỗ. Đối với vùng xanh thiết lập theo quy mô cấp phường xã trở lên, khi 14 ngày liên tục không có ca bệnh nhiễm COVID-19 trong cộng đồng và liên vùng xanh, nhiều vùng xanh cấp phường quận liền kề nhau, người dân được ra khỏi nhà để tham gia các hoạt động như tại vùng vàng, hoạt động siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện lợi, chuỗi siêu thị mini, chợ truyền thống được bán hàng trực tiếp cho người dân trong phạm vi vùng xanh và liên vùng xanh, mỗi hộ gia đình chỉ được một người lựa chọn đi siêu thị hoặc đi chợ với tần suất 3 ngày một lần và phải có giấy mua hàng QR code theo quy định hoạt động của các cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng, dịch vụ kỹ thuật, sửa chữa điện nước dân sinh, cơ sở phát hành xuất bản phẩm, văn phòng phẩm, cửa hàng máy vi tính, cửa hàng kinh doanh thức ăn chăn nuôi, giống cây trồng và vật tư nông nghiệp, mỗi hộ gia đình chỉ được một người được đi mua hàng, sử dụng dịch vụ trực tiếp trong phạm vi vùng xanh và liên vùng xanh. Các hình thức thể dục thể thao tại nơi công cộng trong phạm vi vùng xanh khoảng thời gian từ 5 giờ sáng đến 7 giờ sáng và từ 17 giờ chiều đến 19 giờ tối, giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét với người khác các nhà hàng cửa hàng cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được bán mang về nhận đặt hàng và bán hàng qua mạng không được phục vụ khách ăn uống tại chỗ